Hai mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà biết được cái loại mà nghệ hoa nghệ tây, tức là saffron mọi người hay gọi á, thường gọi á, hiện đang bán rất là hot và bán chạy trên thị trường toàn thế giới luôn. Nhưng mà em chỉ tin dùng vào cái loại là Supergenin loại 1 nha, từ xuất xứ là từ Iran và sau đó là đã được nhập khẩu vào thị trường của Mỹ. Sau đó các lab nghiên cứu ở bên Mỹ thì người ta đã nghiên cứu ra những cái thành phần và chất lượng cao nhất, an toàn nhất để tung ra thị trường, thì là đã được Bộ Y tế và có cấp chứng chỉ FDA. FDA là như thế nào thì mọi người có thể lên mạng search được. Đó là chứng chỉ mà bên Mỹ về an toàn thực phẩm chứng nhận để lưu hành, cho nên là cực kỳ tốt. Một hộp như thế này là 2 gram nha. Mọi người có thể quan sát được bên trong này. Mọi người mua 2 hộp được free ship nha. Còn thì cách pha như thế nào em sẽ chỉ cho mọi người. Lấy cái như cái bình này của em là 1 lít, thì em đổ nước sôi vào, nước sôi nước lạnh cũng được thôi, nhưng mà nước sôi nó sẽ làm cho nhanh tan hơn. Thì nếu như mà mọi người mua được cái hàng mà hàng tốt và chuẩn á, thì phải mất từ 10 đến 15 phút hoặc là có thể 20 phút nó mới ra cái màu vàng rất là đẹp như thế này. Còn nếu như mà bỏ vào mà nó vàng ngay, đó là người ta tẩm hóa chất rồi, hoặc là những cái loại mà người ta bỏ phẩm màu á, rất là ra màu rất là nhanh. Chẳng hạn như là cái hộp này không phải là loại tinh chế nha, loại bình thường mọi người có thể sẽ thấy được cái màu nè, vừa vàng vừa đỏ nè, thấy không? Cái này là loại bình thường nha. Cái này là của Tây Ban Nha, còn cái em đang bán là của Iran nè. Cái này chỉ cần bỏ ra khoảng 5 phút là nó tan hết rồi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy được màu sắc rất là đều màu, không phải là màu vàng, màu đỏ hay là tùm lum thứ ở trong này, mà nó là một màu rất là đồng đều. Những cái sợi hoa là nó bung nè. Loại này là loại tinh chế cho nên là rất là kỹ lưỡng, được nhặt rất là kỹ, mỗi bông chỉ có 3 sợi thôi, cho nên là rất là đắt đỏ nhưng mà cực kỳ tốt cho sức khỏe. Mọi người ai mà khó ngủ này, bị trầm cảm sau sinh, hay là những cái người mà áp lực công việc mà đem về khó ngủ, hay là những cái người mà có sức đề kháng rất là yếu, hệ miễn dịch yếu, thì mọi người có thể sử dụng được Saffron nha. Cực kỳ tốt và hiện nay đang bán rất là hot trên thị trường toàn thế giới. Thì cái loại này là một hộp em bán là 880, nhưng mà bây giờ em đang trợ giá, một hộp chỉ có 800 ngàn thôi. Mọi người mua 2 hộp được